4. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ và an lành nha. Thì xin giới thiệu với mọi người, đây là chị Hường. Chị Hường hôm nay là giới thiệu cho 4 một cái hoàn cảnh ở Cầu Ngang, Trà Vinh cả nhà. Thì chị có thể kể sơ qua về cái hoàn cảnh của gia đình như thế nào không chị? Chị cũng mới sớm thôi chứ cũng không bà con gì, mà chị thấy khổ quá. Thì hai chồng, người chồng thì bệnh cũng như ung thư, không có tiền, người vợ thì đi bán thì cũng không có đủ sống. Nói chung hai chồng bệnh hết á, rồi đường thằng con cũng đi làm tháng cho người ta cũng phụ thêm mà không có đủ. Chị thấy khổ quá, chị giới thiệu nhờ em chia sẻ, nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho thôi chứ chị cũng không biết nói gì. Là chú ổng bị bệnh gì hả chị? Bệnh ung thư gan. Ung thư gan. Còn cô á là bị bệnh gì hả? Tiểu đường. Bị tiểu đường. Là hai cô chú đều bị bệnh hết. Đúng rồi, mà nói chung thì làm thì con cũng phụ sống mỗi ngày thôi, chứ cũng không có tiền đi bác sĩ nữa. Đi thì một tháng nó mấy triệu bạc để tới Sài Gòn hàng tháng. Rồi không có tiền thì uống thuốc nam ở nhà. Dạ. Còn chị đây là như thế nào với gia đình cô chú á chị ha? Không, chị ở xóm thôi chứ chị cũng có dòng họ gì hết. Dạ. Mà chị thấy khổ quá, chị nhờ em vậy. Dạ dạ. À, thôi được rồi, em cảm ơn chị. Để em vào trong để em tìm hiểu, hỏi thăm thêm ha. Dạ rồi. Thôi, chị em mình đi vô trong đi chị. Cái nhà này hả chị? Nhà này em thấy cái phong cách theo cái phong cách cũ ngày xưa ha. Đúng rồi, này nhà thờ cũng như nhà thờ cha mẹ nó. Dạ. Dạ con chào cô. Dạ. Chị cô là chủ nhà đây ha. Đúng rồi, là chủ nhà. Dạ, để em nói chuyện với cô một xíu nha. Cô ơi, cô tên gì hả cô? Cô tên Nguyễn Thị Hồng. Cô Hồng ha. Cô Hồng năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Sinh năm 74. Là bao nhiêu tuổi ta? 74 là 50 rồi ha. Dạ. Thì cô Hồng có nghe chị Hường kể về cái hoàn cảnh của gia đình mình á. Thì hôm nay con tới Cầu Ngang đây á, thì con cũng có ghé thăm gia đình mình. Đó. Nên là con xin phép được tìm hiểu cái hoàn cảnh của gia đình mình, xong rồi con quay lại rồi con đăng lên trên cái kênh YouTube của con. Cô cho phép con làm việc đó nha. Dạ. Thì cô sao con thấy cái chỗ cô ngồi đây là cái gì, nó đâu phải là cái giường đâu phải không cô? Dạ, cái tảng xê hồi đời xưa của bà nhà chồng xây. Nhưng mà cái này để làm gì hả cô? Đó làm để trốn lính. À vậy hả? Sao giống mấy cái mà ở trong phim chiến tranh ngày xưa đó ta? Dạ. Là nhưng mà như thế này thì trốn kiểu gì rồi cô? Chung xuống hầm mà trốn đạn. À chung xuống đây để chung xuống là để đổ. Trốn những cái bơm đạn xuống ha. Dạ. À hay vậy ta. Từ giờ bố mới thấy được cái này á cả nhà. Thế bây giờ chui xuống đó được không cô? Dạ lắp cái hang đó lại rồi. À. Vậy là hồi trước là đi đường đây? Dạ, đường đó xuống. Nhưng mà bây giờ là mình không dùng nữa, cái mình lắp lại hả? Lắp lại. Ủa, thôi con thấy nó hở hở kìa. Hở đặng quét rác rồi xuống. Ủa, vậy mình khi nào mình quét là mình quét rác xuống đó hả? Rồi lỡ nó có những cái thứ nó xuống đó rồi cái nó bị hôi ở dưới đó thì sao? Không có, cũng như sợ con này con kia lên rồi mới lắp lại. Mà cỡ mưa hay ngập nước nó tràn vô rồi mới lùa nước xuống đó. Nước nó thoát không được. Vậy là chắc ở dưới đấy nó cũng là đất nên là nó rút được ha. Dạ. Là hồi trước cô có chui xuống đáy thử chưa? Không, hồi đó chưa có về làm dâu đây. Dạ ha. Cái này của bà nhà chồng. Cô như thế này, con là làm bên từ thiện á. Thì con nghe cái hoàn cảnh của cô chị Hường kể thì con thấy nghe là cô chú thì cũng đau bệnh nhiều lắm đúng không? Dạ. Dạ thì cô cho con hỏi là hiện tại ở trong gia đình mình là còn hiện tại có bao nhiêu người đang sinh sống trong gia đình mình cô? Dạ, hai vợ chồng già với được đứa con à. Nhưng mà người con của cô là sáng đi chiều về làm hay là dạ, đi xa? Đi làm xa, ở nhà trọ xa quá là không có về. Dạ. Nhưng mà hàng tháng có gửi ít nhiều gì đó về cho gia đình không? Rồi đó thì cũng gửi về đi trị bệnh, giờ hết khả năng rồi không có đi nữa. Rồi về bây giờ về ở nhà uống thuốc nam. Dạ. Giờ là mình đang uống thuốc nam ha. Ta kêu nhập viện mà không có nhập. Dạ. Cô dẫn cho con đi xem
sơ sơ cái nhà mình cô. Hiện tại là chú đang bị đau là nằm ở đâu rồi cô? Dạ nằm ở nhà dưới. Vậy hả? Ừ. Nhà của mình xây rất như mấy cái cánh cửa đồ đây rất là thấp cả nha. Dạ, mà nhà bà cô theo cái phong cách của ngày rồi. Xưa á. Mà chắc cái từ cái hồi thời chiến tới bây giờ quá. Dạ. Từ năm 75 đồ rồi, tới giờ quá. Đúng rồi đó, năm 75. Ồ, ở dưới đây nó hơi tối nha cả nha. Cả nhà thông cảm ha. Ừ. Ở dưới đây thì nó là nhà tranh, nhà lá dừa. Cái mọi người có thể thấy cái giường rồi nè, nó theo cái phong cách của ngày xưa. Rồi ở giữa nhà thì có một cái cột như thế này. Đây cũng là phong cách xây dựng của ngày xưa. Nhưng mà cái mái này là cái tôn này nó nắp quá cô ha. Dạ. Dạ. Cô chú đâu cô ha? Dạ dạ chú dưới này. Ừ, chú còn ở dưới này nữa hả? Dạ. Đây cả nhà. À dạ con chào chú. Dạ. Ở dưới này là cái gì cô, mình gọi là cái gì? Hồi đó cái nhà mà bây giờ nó gắt teo queo hết rồi, không có tiền sửa. Vậy hả? Dạ. Nó hư hết rồi cả nhà. À nè, cái mái giờ nó tróc hết rồi. Nhưng mà ơi, con nói chuyện với chú một xíu. À, chú ơi, sao chú không nằm ở trong nhà mà sao chú lại nằm ở đây? Ngày mát. Nằm ở đây mát hả? Ừ, hồi trước lâu nó mệt. Ừ. Năm nay gió. Là chú cho con hỏi là chú tên gì và năm nay bao nhiêu tuổi hả chú? Trần Văn Biết. Chú biết ạ? À? Chú biết năm nay được bao nhiêu rồi chú? Tuổi Dậu không biết. Năm sinh 72. Vậy là chú mới có 50 mấy tuổi mấy, phải không? Là năm 51, 52 gì chứ mấy? Sao thấy chú có vẻ già trước tuổi ta? Ở đó lao động. Vậy hả? Hồi xưa là chú làm cái gì hả chú? Mần ruộng, đông đái. Dạ. Con nghe chị Hương, con... Thôi được rồi con. Con nghe chị Hương nói là chú là bị đau, là chú bị đau cái gì chú ha? Tối lối à, lối ăn dùng chút lối à, chỉ uống nước chút sữa, uống nước với chút sữa vậy thôi. Ăn cái nhưng mà bụng. Chú có đi khám bệnh chưa, chú lên bệnh viện khám chưa? Có rồi. Ở trên đó họ nói là chú bị bệnh gì? Con tôi nó không có cho coi cái ung thư gan hả cô? Gan. À vậy hả? Mà là không có nói với chú hả? Còn con vậy con giờ cũng hỏi ra chú biết sao? Con nó đâu còn nói cho cha nó biết. Vậy hả? Mà chú bị như thế này là lâu chưa hả chú? Nằm mấy ngày. Mà sao con thấy chú nằm ở đây chỗ đây nè là nó hở hết như thế này rồi. Nó nắng nó chiếu vô mà. Nó mang cướp của ấy rồi chạy lên trước. Ừ. Người ta thấy bốn thấy là cái ánh nắng này nó nắng xuống hết người cho chú luôn mà chú vẫn cảm thấy bình thường cả nha. Giờ hai chân đen thôi. Dạ, nhưng mà bây giờ chú còn đi lại đồ được không? Cũng lần trước thì là tối thì đi tiểu rồi vợ cầm cái xô lại. À. Chứ đâu cho đi sợ té. Dạ. Có nghĩa là bây giờ là chú đi lại vẫn được. Nhưng mà đi ít thôi. Ừ, đi vòng vòng ở giường xuống đây. Tối à. Vợ nó cầm cái xô bự như là. Dạ. Cho đi tiểu sợ đi té. Dạ. Bác sĩ người ta là... cũng kêu để cái xô ngồi đái đi. Chứ đi chú té là chết liền á. Dạ, bác sĩ nói như vậy hả chú? Ừ. Bây giờ là chú là đi lại là rất là yếu. Ừ. Mà chú vẫn đi được vài ba mét thì vẫn đi được ha. Ở giường xuống giọng vòng. Dạ, thì từ giường đi ra đây. Ừ, cơm à, nước lên. Vợ bới xuống đây cho ăn. Cơm nước là phải bới tới nơi như thế này đây. Con thấy ngay chỗ đây nắng quá mà chú cũng nằm như thế này. Nằm để nó mát. Chút... Dạ. Lấy cái giọng nó nằm lên trên. Lên nằm sáng nó mát. Là chú đau như thế này là bao lâu rồi hả chú? Năm mấy rồi á. Một năm mấy rồi hả? Ừ.
gần 2 năm rồi. Ừ. Bây giờ chú thấy trong người như thế nào hả chú? Còn đêm ngủ không được, nó lối mà. Đêm cũng như ngày hả chú? Đêm ngủ không được hả? Ngủ chừng đầu hôm chừng 9 giờ chút xíu hả? Là kêu, ngủ được một chút vậy thôi? Một chút, kêu vợ mới bắt đầu lấy nước nóng rồi bóp ấy nhức lối nè cũng bụng nữa. Dạ. Lối là hiện tại như bây giờ là như từ nãy giờ con hỏi thì con được biết là hiện tại trong gia đình mình thì phụ thuộc hoàn toàn vô người con đó phải không con? Dạ. Thế hiện tại bây giờ là cô có làm gì được nữa không? Dạ không. Tiểu đường rồi nó xây qua tim nó mệt quá. Tiểu đường với lại tim ha. Nấu cơm chút xíu rồi nó mệt nhảy nó giỏng nằm. Chừng nào khỏe rồi mới vậy. Dạ. Rồi nó qua thận nữa. Nó tiểu đường rồi nó xây qua thận rồi qua tim nữa. Dạ. Rồi uống thuốc nam. Vậy là hiện tại cô cũng uống thuốc nam mà chú cũng đang uống thuốc nam rồi. Dạ. Cả nhà có nghĩa là do là gia đình không có tiền nên là mình không có đi theo bác sĩ được, không có đi theo y học, khoa học được. Nên là đành phải là đi theo thuốc nam. Thì hiện tại là cô chú đang uống loại lá nào? Dạ đi hút ở chùa. À là mình đi vô chùa là nó có xong mình xin ha? Dạ. Dạ. Chứ không phải là uống cái cây nào hay là bài thuốc nào gì hết đúng không? Vô chùa rồi thầy bắt mạch rồi cháu uống vậy. Dạ. Chứ không có uống lá cây. Dạ. Rồi sáng con rồi... nghe nói là cái bệnh mà bị ung thư như thế này nè. Là uống cái bạc hà núi á. Với lại lá đu đủ nó tốt lắm á cô. Mà không biết là như thế nào, tại cũng có nhiều người là hết rồi á. Này đi chùa, người ta kiểu uống cây xả đen, cây xả đen. Dạ. Với nấm xanh, với đủ thứ hết trơn luôn. Với cây chó đẻ, với vỏ quýt. Tới mười mấy loại. Mười mấy vậy ha? Ừ. Dạ. Ờ, bây giờ cái nguồn thu nhập của nhà mình là ngoài cái người con của cô ra là còn ai, còn cái nguồn nào mình có thể thu vô được nữa không? Dạ không, có mình thằng con nó đi làm rồi về nó nuôi cha nuôi mẹ vậy chứ không có cha với mẹ không có làm gì nổi sống hết á. Nhờ hả? Con. Rồi con nhà mình không có ruộng nương gì hết hả cô? Dạ không, được hai công rồi nuôi tôm rồi bây giờ ổng bệnh vậy rồi không có nuôi được nữa. Rồi thằng con nó đi làm vậy. Rồi bây giờ hai công đấy mình để không vậy hả? Dạ. Thì sao mình không cho người ta thuê đồ đi vậy cô? Bị người ta chê ít á. Ta chê ít người ta không chịu. Ừ. Rồi để cá tép rồi vô thiên nhiên vậy đó. Rồi đặt sen ngon ăn. Dạ. Thấy không? Cái nguồn thu nhập chủ yếu của mình bây giờ là không còn nữa. Là chỉ có phụ thuộc vô hoàn toàn người con đó thôi. Cũng như sáng thì uống thuốc nam. Rồi chiều thì uống thuốc tây. Dạ. Ngày trước là cô chú là làm gì hả cô? Dạ, trước thì cô đi bán rau cải, bán hàng rong ở ngoài chợ vậy đó. Thì cũng đủ hai chồng già sống. Dạ. Rồi con thì nó đi mần thì cũng dư chút đỉnh. Rồi tới trừ ông chồng bệnh ngã ra rồi bị ung thư gan á. Thế cô là ngày trước là đi bán rau ở chợ. Dạ. Còn khi chú mà chưa bị bệnh đây á thì... Đi bán vé số. Là chú đi bán vé số. À. Dạ. Rồi hai chồng thì cũng đủ sống, hai chồng già cũng đủ sống. Bây giờ ông bệnh vậy cái nó mệt quá, đi chút xíu mệt rồi, thành ra là không có đi bán vé số nữa. Rồi cô thì cỡ nó còn chưa có phát bệnh tiểu đường á. Rồi đi bán rau cải, bán ở ngoài chợ vậy đó. Rồi bán rồi vô nhà cũng bằng công chuyện nhà được. Rồi từ ngày mà phát bệnh tiểu đường cái nó xây qua tim. Rồi bằng công chuyện chút xíu rồi cái nó mệt quá.
nó mệt nó nằm nghỉ. Yeah. Nằm nghỉ một tăng rồi mới khỏe khỏe mới dậy làm nữa. Rồi làm việc nhà có một chút cũng mệt rồi chịu nổi cả nha. Mà nói chuyện vậy là nó mệt nó chết rồi đó. Thế hả? À. Yeah. Bởi vậy hồi nãy chú vô rồi thành ra chạy xuống sau nằm chút chứ nó mệt quá. À, lúc nãy bốn vô nói chuyện với chị Hường một chút á thì cô đi xuống ở dưới một chút nè. Nhắc lại cái ngực nó đánh thuận thuận. Thế cái nhà mình đây là của mình hay là mình ở nhà của ai hay như dạ, thế nào? Dạ của bà già chồng bà để lại cho ở. Bà mất rồi bà để lại cho ở. Dạ. À. Là... Mà bà cho ở chứ bà không có cắt cho riêng. Cũng à, như là vậy bà không có cắt phần cho riêng cũng như là cho vợ chồng ở vậy thôi. Còn tên giấy tờ là còn anh em đứng chung. À vậy có nghĩa là hiện tại là nhà của mình đây là nhà của ông bà. Dạ. Là nhà của ông bà thì để lại là cho hết tất cả các người con ở trong nhà đều dạ. có quyền sở hữu trong đó. Dạ. Chứ còn mình có... bây giờ là mình không có nhà ở thì mình ở vậy thôi. À. Dạ. Cũng như chưa có phần riêng. À. Thế mình không có nhà riêng hả chị ơi cô? Dạ không. Ừ. Ôi, con ngồi đây là con thấy ngay chỗ đây nó có cái gì hả cô ha? Hồi đó cái bếp á. Bếp rồi bây giờ nó dột á rồi không có nấu nữa. Cái bếp hả? À. Nhưng mà sao ở dưới nó có cái đó là mình để củi ha cái gì dạ, hả cô? Để chén rồi đó. Có cái cửa à, chén. Tại vì cả nhà không phải là sao nhưng mà hồi nãy bốn vô nhà trên á à, thấy cái gì mà cô ngồi đó cô nói cái gì con quên cái tên rồi, cái tảng xê à, cái tảng xê đó, tảng xê thì con xưa. Tưởng là cái ở ngay chỗ đây nó cũng có cái hầm nữa sao có cái cửa nè, con tưởng là có cái hầm ở phía sau nữa đó, xây cái bếp để nấu đó rồi dạ. Cái giờ nó dột quá không có nấu nữa, cái bắt nấu thuốc nam thì nấu bằng cái này nè, tôi chờ trời mưa cái úp lại. Dạ. Thì cô hôm nay là con hữu duyên con tới thăm gia đình mình thì không biết là khi mà con quay video như thế này cái mong ước hiện tại của cô có thể nói lên cho con và khán giả nghe được không? Thì giờ cô cũng mong cô bác anh chị gần xa miễn mà có thương thì giúp đỡ cho cô chú rất mang ơn, giờ cũng như hoàn cảnh nó khó khăn quá. Cái này là bây giờ cô muốn là giúp cái tiền ăn uống hay là giúp cái tiền để làm gì hả cô? Dạ giúp chị bệnh cho chồng khỏe thôi. Dạ. Là cái bệnh này á thì hiện tại là mình chỉ đi thuốc nam thôi chứ đâu có thể mà đi tại vì, lên bệnh viện đồ được bệnh nữa. Bệnh viện đi hết tiền rồi, đi đại học y dược. Dạ. Rồi đi chợ gãy. Rồi bây giờ người ta kêu nhập viện nhưng mà không có khả năng là nằm trị vậy đó. Rồi, dạ. Rồi về nhà, xin về nhà uống thuốc nam. Dạ. Ý là bây giờ là chị nếu mà có cô chú anh chị nào có thể là thay thương thì có thể giúp được ít nhiều gì đó để mình bóc thuốc nam mình uống thôi đúng không cô? Dạ. Dạ với lại... có cái ít tiền để mua thức ăn rồi sống qua ngày thôi. Yeah. Chứ còn bây giờ phụ thuộc hoàn toàn cho người con thì người con đi làm thì cũng không được bao nhiêu. Yeah. Nuôi cha nuôi mẹ thì nó cũng khó khăn. Con của cô là con trai hay là con gái? Dạ con gái mà chưa có vợ. Chưa. Con trai. À con trai. Yeah, con trai chưa có vợ. Yeah. Năm nay em được bao nhiêu rồi cô? Dạ nó sinh 94. 94. Cũng 29 tuổi. 29 tuổi rồi đó. Dạ. Yeah. Mà cha mẹ mà cha nhà mẹ đau bệnh vậy như thế này. Rồi lo cho cha mẹ không mà đâu có tiền đâu mà cưới vợ. Ừ. Rồi em có nó nói gì không cô? Dạ con nó nói thôi kệ đi, giờ nó lo cho cha mẹ tới đâu hay tới đó. Chứ nó không có nghĩ tới cái chuyện lấy vợ thôi con. Dạ. Nó nói lo cho cha mẹ tới đâu hay tới đó đi, vợ con không thẳng từ từ, còn nào có tiền thì cưới. Dạ. Yeah. Giờ hoàn cảnh gia đình mình nó cũng khó khăn quá rồi.
Và cũng suy nghĩ tới cái việc đó là làm sao để lo cho cha mẹ, chứ không nghĩ tới cái chuyện cưới Ban vợ sinh con đêm ha. ngủ không được nè, nó nổi mụn mụn lên nhóc không, Nóng trong người. lối á, lối mắt bóp vậy vậy, bóp tay bóp chân vậy, rồi ngủ một chút rồi bắt đầu thức, thức tới sáng, rồi ngứa thì gãi vậy không nè, rồi cô rồi bữa nào mệt á, khỏe thì còn gãi cho, bữa nào mệt quá thì tự ơn chú là ngồi nói chuyện với con nãy giờ, chú như nãy giờ nó mệt lắm Con của cô là làm việc gì hả cô? giờ, nó đi ở tháng cho người ta, nó chở thức ăn gia súc á, Là tháng là được bao nhiêu hả cô? dạng tháng được 6 triệu. 6 triệu. 6 triệu mà thanh niên rồi sử dụng nữa thì nó đâu còn bao nhiêu đâu cả nhà. Và một tháng em gửi về được bao nhiêu hả cô? Ở khi nó gửi cho 2 triệu và về hút thuốc nam rồi với xây trở nhà, xây ăn sáng rồi cho nó 2 triệu à, rồi nội tiền mua thuốc là đâu thấy thấy hết mất rồi. à, thì cái chú giấc này còn được 9.000 túi Trời đó. Dạ thôi được rồi cô lấy ra làm cái chú ơi, hôm nay á là con tới đây con thăm chú có mong ước gì chú có thể nói với con nghe được không? Chú để đây đi. không mong ước mình hảo tâm cho số tư không ít lắm. Đừng khóc. Thôi chú đừng khóc, chú đừng khóc. Khóc nó ảnh hưởng tới sức khỏe, tới cái bệnh tình của mình. Chú có mong ước gì không? Chú có thể nói với bà con nghe được không chú? Cứ nói xin nhà con cô quá gần gần xa chứ tôi có thể đi chơi được. Như chú bây giờ con của chú là suy nghĩ là bây giờ cha mẹ của mình ở nhà đang bị bệnh như thế này nên là cũng lo làm à lo ăn chứ cũng không có nghĩ tới chuyện cưới vợ sinh con thì chú nghĩ sao? Giờ mình làm cha làm mẹ mà không lo được cho con mà để con mình như thế này mình cũng xót lắm chú ha. Người làm cha làm mẹ mà mình phải mình bị đau bị bệnh như thế này mình cũng đâu có muốn đâu cả nha. Mình không lo được cho con mình thành gia lập thất để con mình nó phải mưu toan rồi nó phải là mưu sinh giữa chợ đời rồi nó lo lại cho mình rồi là không lập được gia thất này nọ, không lo cho cái tương lai được cũng rất là buồn mà đâu có ai muốn như vậy đâu. Cái bệnh của chú là nó hình như nó làm sao đó mà cái nó lên cái mạch phải không con thấy hết da mặt của chú là nó đen hết rồi, đen y như là dính nhỏ nồi á cả nhà. Bị gan Mà nó mọc một một mủ nữa nè, thử nó biến chứng rồi nó biến chứng cái này là do gan có vấn đề nên là bị ung thư gan đó cả nhà, nên là nó không có lọc được chất độc nên là nó ảnh hưởng tới da, da người của chú bị đen hết rồi. Hôm rồi đi bệnh viện Chợ Rẫy rồi nó khám rồi con xuống đâu cho giấy siêu âm Không cho giấy cho chú xem ha. không cho cha nó coi Là trước giờ là mình đi đi những bệnh viện nào rồi hả chú? Bệnh viện Đại học Y đi bệnh viện y dược viện Chợ Rẫy đi cũng mấy chuyến Dược. Trừ gậy nó để tôi nói với chú về nè nó coi tôi đi hết được nó kêu nó mới trả về nó ra
chú về uống nhiều thuốc là chú khỏi, có mấy mấy cô bác sĩ họp lại tối á, là uống hết viên nhiều thuốc rồi là khỏi cần đi tới khám rồi, từ gãy nó mạnh luôn vậy đó. Dạ. Rồi cái ông bác sĩ bệnh viện từ chối luôn rồi cả nhà. Rồi mấy cái chú họp đó, ra nói dùm con tôi, nó là bệnh viện Chợ Rẫy là chạy cha mày rồi nè. Dạ. Bây giờ tập hút thuốc nam uống. Dạ. Nhưng mà con nói chú như thế này là hiện tại là ở bên thuốc nam, thuốc bắc á, nó cũng rất là nhiều cái bài thuốc hay. Đó, quan trọng là mình có cái duyên mình có gặp được những cái bài thuốc đó hay không, gặp được những người thầy đó hay không thôi. Thì con hôm nay con tới đây thì con cũng chúc cho chú là gặp được thầy, được thuốc để cho nó qua được cái cơn bệnh này nha chú. Rồi mình khỏe lại rồi mình làm lụng, mình lo cho con mình để cho nó có thể là cưới vợ sinh con, thành gia lập thất nha chú. Chú nhưng mà cái cốt lõi bây giờ là chú phải cố gắng vực dậy tinh thần, mình sống lạc quan lên đó, chứ mình cứ bi quan thì không có cái thuốc nào mà nó chữa được cái bệnh của mình hết chú ạ. Quan trọng là cái ý chí của mình nữa, mình cố gắng mình sống, mình vươn lên, rồi sau đó là nghe người này người kia thuốc này thuốc kia mình uống, mình mua mình xin đồ gì đó về uống chú ha. Giờ ai chỉ gì là uống ấy. Dạ. Thuốc Tây đã uống nhiều lần rồi, giờ ai chỉ thuốc Nam gì cũng uống, gì cũng uống. Dạ. Bây giờ thì uống thuốc Tây thì nó cũng đòi hỏi tiền đồ nhiều quá cả nha. Còn thuốc Bắc, thuốc Nam thì cũng tùy theo thuốc à. Trúng thầy, trúng thuốc thì nó mới hết. Rồi được thuốc Nam uống nó mát, như sổ. Dạ. Thuốc Tây thì nóng lắm. Dạ. Cô như hồi nãy cô nói là ở trong nhà cô bây giờ là chỉ còn đúng 9.000 đó hả cô? Rồi vậy trưa nay ăn gì hả cô? Chưa đâu cô. Sáng chị ở gần cho được hai cá. Dạ, cũng có hàng xóm cho cái này cho kia ha. Dạ. Cũng đỡ được phần nào cô ha. À, cô chú ạ, hôm nay là con hữu duyên, con tới đây. Con được sự giới thiệu của chị Hương. Nên là con tới đây con gặp cô chú thì nói chung là cũng có cái duyên ha. Thì con xin trích ra 500.000 ở trong cái quỹ thắp sáng hy vọng của con á. Cái số tiền này là của cô Linda ở bên Úc á. À, con gửi cho cô cái số tiền này, cô có thể là mua mắm mua muối gì đó, hay là thức ăn gạo đồ gì đó cô chú sử dụng ha. Còn bây giờ con quay video lên này thì con cũng xin phép cô chú là con được up lên ở trên cái kênh YouTube của con nha. Nếu như mà có cô chú anh chị nào hữu duyên và thấy thương cái hoàn cảnh của gia đình mình thì có thể giúp mình được gì ít nhiều gì đó thì con mang tới sau nha. Dạ, con gửi cô, con xin phép con gửi một tay. Dạ. Cô cầm giùm con. Dạ. Dạ, cô cảm ơn. Dạ. Cô gửi lời cảm ơn cô Linda ở bên Úc giùm con. Dạ, em gửi lời thăm cô Linda ở bên Úc. Dạ, cảm ơn. Dạ. Thì bốn cũng xin cảm ơn cô Linda rất là nhiều. Cô đã gửi vô một cái số tiền rất là lớn vô trong cái quỹ thắp sáng hy vọng của bốn. Để bốn tới những cái hoàn cảnh như thế này thì bốn có một cái số tiền nhỏ nhỏ gì đó gửi tới cho những cái hoàn cảnh y như là một cái khích lệ tinh thần như vậy đó cô. Mong cho cô chú là cũng lạc quan lên và sống tích cực hơn đó. Rồi là mình gặp được thầy được thuốc để có thể là qua khỏi cái lúc ốm đau bệnh tật như thế này nha cô. Dạ. Thôi được rồi, bây giờ bốn cũng xin phép kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở video lần sau.